Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật đã tái hiện sinh động không gian văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, trưng bày và trình diễn không gian trà đào Nhật Bản, nghệ thuật gấp giấy origami, khu trưng bày truyền tranh Nhật Bản, trưng bày trang phục truyền thống Việt Nhật, các trò chơi dân gian và thi văn nghệ giữa các đơn vị. Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, thông qua hoạt động này giúp các bạn trẻ hiểu biết thêm về nét đặc sắc văn hóa Nhật Bản, có môi trường học tập ngôn ngữ, từ đó sẽ trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam. Thông qua chương trình các lễ hội văn hóa Việt Nhật cũng mong muốn là một cái sân chơi bổ ích, vui tươi cho các bạn thanh niên cũng như các bạn sinh viên. Trong cái chương trình lễ hội thì có rất nhiều các cái gian hàng thể hiện được nét văn hóa của hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Thì qua đó thì cũng tạo cho thanh niên, sinh viên có cái môi trường để giao lưu, làm sao đó mà các bạn có một kiến thức lịch sử của hai nền văn hóa Việt Nam Nhật Bản để sẽ có nhiều chương trình trong thời gian tới.